guys, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục là một video khám phá về những cái loại mỹ phẩm nội địa chung, ngon, bổ, rẻ dành cho các bạn học sinh sinh viên và đặc biệt là những người không có kinh tế như mình. Mọi người có thể thấy là hôm nay thì cái da mặt của mình nó hơi bóng nhẫy và nó hơi trắng bởi vì mình đang test một cái kem chống nắng á của Hàn Quốc. Thì phải nói là đúng như mọi người thấy là mặc dù đây là một cái kem chống nắng dành cho da dầu nhưng phải nói là nó không hề có chức năng kiềm dầu nha mọi người ơi. Và nó thậm chí là da của mình là da hỗn hợp, nhưng về dạo gần đây thì mình ở trong phòng điều hòa 24/24 ấy, thành ra là cái da của mình hiện tại là da khô. Thì mọi người có thể thấy là nó vẫn bóng nhẫy như thế này, chứng tỏ là cái chức năng kiềm dầu của sản phẩm kem chống nắng này nó không tốt. Mình đang test để cho ra một cái video tổng hợp cái kem chống nắng cho học sinh sinh viên và những cái sản phẩm dưỡng da cho những cái làn da nhạy cảm cũng như là những bà bầu hoặc là mẹ cho con bú ấy. Đặc biệt là đối tượng giống như mình hiện tại á. Do đó là mọi người thông cảm với cái da bóng nhẫy và trắng phớ này của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình đã quyết định là lần đầu tiên order các sản phẩm từ một cái brand mỹ phẩm nội địa chung mà nghe tên thì chắc chắn là các bạn đã biết rồi. Đó là Focalure. Focalure thì có hẳn một cái mall ở trên Shopee luôn, nên là về cái độ uy tín thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm nội địa chung có cái mức độ uy tín khá là cao. Đây là cái sản phẩm cushion mà mình đã order từ Focalure. Và có tên là Cover Mask Long Lasting Cushion Foundation. Và hãng nhấn mạnh đây là cái sản phẩm mà nó có chức năng kiềm dầu, che phủ khuyết điểm và chống thấm nước. Đồng thời thì cái sản phẩm này á thì người ta cũng nhấn mạnh đây là một cái sản phẩm mà được chiết xuất từ thực vật và nó tạo ra một cái màng dưỡng ẩm để nuôi dưỡng da một cách lành tính. Nhìn vào cái bảng thành phần của cái sản phẩm này thì mọi người có thể thấy đây là một cái sản phẩm tương đối lành tính cả với cả là những người đang có thai cho con bú như mình. Và bên trong như thế này thì là một cái lớp đệm, trong đó có kem, nhưng mà phải nói là cái lớp đệm này nó tương đối cứng đấy mọi người này. Cái tông mà mình order á là tông số 4, tông bay dành cho da sáng ấm, tức là cái tông sáng nhất của cái bảng màu này rồi. Nhưng mà mọi người có thể thấy là nó, cái tông màu này thì nó thấp hơn hẳn cái da của mình khoảng tầm nửa tông cho đến một tông. Nên mọi người lưu ý nhé, với những ai mà có làn da có nước da trắng ấy, giống như mình ấy, da trắng sáng như mình ấy, thì mọi người lưu ý là cái tông màu của cái cushion này thì nó sẽ tối hơn. Cái tông màu sáng nhất của cái bảng này là cái tông 04 ấy, thì mình thấy là nó, như cái trực quan mình thấy là nó bằng cái tông 23 của những cái cushion khác, tức là thuộc cái tông da trung bình sáng thôi chứ không phải là da sáng, da trắng đâu. Do đó nếu những ai mà thích cái loại cushion mà có làm mà da của mình trắng sáng hồng hào thì mình nghĩ đây không phải là cái sản phẩm phù hợp. Hiện tại á, da của mình là da thật ra là không nhiều khuyết điểm lắm, chủ yếu là có hai tàn nhang ở hai bên gò má như thế này này, và hiện tại thì mình đang mọc mấy con mụn đây ở bên này và ở dưới cằm này. Nhưng mà có vẻ như là những cái nốt mụn mà nốt mụn nó đã bắt đầu nâu nâu rồi mọi người, nó bắt đầu mờ thì nó có thể che phủ được. Còn với những cái nốt mụn mà nó lớn, nó đỏ á, đặc biệt là những ai mà có làn da mụn mà mụn bọc và mụn đỏ á, thì cái sản phẩm này nó cũng chỉ che được 50% thôi mọi người. Còn riêng cái tàn nhang này thì tàn nhang của mình thì nó không phải đậm lắm, tàn nhang của mình nó không phải đậm lắm, nó kiểu màu nâu sáng thôi, nên là cái sản phẩm này nó sẽ che được khoảng tầm 70% cái tàn nhang của mình. Cái mức độ thiệt vào da của cái sản phẩm này thì nó cũng chỉ tương đối thôi mọi người, nó không phải là ăn vào da ngay đâu. Mình thấy kiểu mặc dù da mình đã được dưỡng ẩm tương đối tốt nhưng mà nó vẫn có cái hiện tượng cái phấn nó đọng không được đều, và đặc biệt là nó đọng vào cái phần lỗ chân lông này á, nó không được đều lắm. Và cái độ bóng của cái sản phẩm này thì nó không phải là bóng quá, tức là mới apply lên thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bóng bóng nhẹ thôi, chứ nó không phải là bóng nhẫy giống như những cái loại cushion Hàn Quốc mà mọi người hay sử dụng đâu. Theo như cảm quan mình thấy thì riêng cái mặt bên này là mình dùng kem chống nắng có một cái độ bóng, và bên này là dùng cushion thì cái bên dùng cushion á thì gần như là nó đã kiềm được cái độ bóng xuống. Bên này bóng hơn này, bên này không đánh cushion thì nó bóng hơn này, bên này đỡ bóng hơn này. Đấy, mọi người có thể thấy là cái tông mặt của mình thì bên này sáng hơn, bên này sẽ tối màu hơn. Và phải nói là tiếc là cái sản phẩm này nó không có những cái tông sáng ấy,
Chứ còn cái tông tối này thì mình nghĩ là dành cho những bạn có làn da ngăm á, làn da không được trắng á, kiểu màu da tái tái xanh xanh á, thì đấy cái này thì nó hơi vươn, bởi vì thông thường cushion nó sẽ bị xuống tông ít nhiều á. Nên là đánh cái màu này mà bảo là dùng cả ngày chắc nó xuống tông thì có lẽ là màu da mặt một màu, còn da cổ một màu ấy mọi người. Về cơ bản thì cái độ che phủ của cái sản phẩm này như mình nói là cái tàn nhang nó sẽ che được khoảng tầm 70%. Còn những cái loại nốt mụn đỏ á và thâm á thì nó sẽ chỉ che được khoảng tầm 50% thôi. Tức là người ta mặc dù người ta nói đây là một cái sản phẩm che khuyết điểm, che khuyết điểm tốt, nhưng mà mình vẫn thấy đây là dạng che khuyết điểm ở mức trung bình. Nó không phải là quá tốt đâu. Độ dưỡng thì mình cũng nghĩ đây là một cái sản phẩm có độ dưỡng tương đối ổn. Nhưng mà da mình là da hơi khô ấy, nên mình thấy nó khá là ẩm. Tuy nhiên với những cái bạn da dầu ấy, thì mình nghĩ cái độ ẩm này thì có lẽ là nó hơi ẩm quá so với các bạn. Và mình nghĩ là các bạn thì nên phủ phấn nữa, chứ còn không thể đánh cushion một mình được. Đây là cái sản phẩm chì kẻ mày của Focalure. Đây là cái sản phẩm thứ hai mình order về. Cái này thì mình mua gần 30.000, 29.800 mấy thì cho là 30.000. Thì nó sẽ có vỏ bên ngoài của nó thì nó cũng bình thường thôi mọi người, nó màu đen như thế này thôi. Cái vỏ giấy thì nó cũng màu đen, nó dẹp dẹp như thế. Mình không biết là mình bỏ đâu rồi. Nó có hai đầu, một đầu là đầu trải và một đầu là đầu chì. Đầu chì thì là dạng chì phát như thế này, phát nhọn như thế này, nhưng mà nó khá là nhanh tù ấy, nên là mọi người nếu như mà mọi người muốn sắc nét thì mọi người nên phát lại thường xuyên, chứ còn sau một lần thì nó sẽ bị tù luôn. Mình mua cái màu này là màu 02, là màu nâu. Cái điểm duy nhất mà mình không thích ở cái sản phẩm này á, mà nó thường xuất hiện hầu hết ở trong những cái loại sản phẩm mỹ phẩm nội địa chung mà mình không thích mua á, đó là cái việc, một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là cái việc dán mã sản phẩm vào cái đáy này thì nó cũng khá là cầu thả ấy. Nó dán rất cầu thả mọi người. Màu lên khá là đậm nha mọi người. Mình thì rất ít khi mà mình dùng chì kẻ mày, bởi vì thông thường á, những cái loại chì á, mình sử dụng thì mình rất hay bị bết. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này thì mình vẫn thấy nó ổn, nó chưa thấy bết đấy mọi người. Phải nói là cái chất chì này thì nó khá là êm mọi người, nó không hề có cảm giác nó khó chịu hay nó đau lúc mà mình kẻ đâu. Và tất nhiên là nó cũng không có hiện tượng quá bết, nó không bị bết. Cái chổi này ha, mặc dù là nó có thiết kế khá là giống với những cái chổi bình thường của những cái hãng khác, thậm chí là những cái hãng rẻ rẻ, nhưng mà cái chổi này phải nói là cái lông chổi nó khá mềm nha. Và lúc các bạn trải như thế này thì nó rất là thoải mái nên nó không bị đau đâu. Đấy, các bạn có thể thấy là khi các bạn trải lên thì cái mồm chì nó sẽ đều luôn, nó không hề bị bết nha. Nên là đây cái sản phẩm mình khá là thích. Đấy, mọi người có thể thấy đó là cái chất lượng của cái chì này thì nó khá là tốt nha mọi người. Lên màu rất là đậm nét và gần như là mình không thấy cái hiện tượng bị bết chì. Bởi vì cho dù là nó hơi kiểu nó hơi vón vón một tí thì mình chỉ cần lấy cái chải và mình chải đi là xong. Lên sắc nét đồng với 20.000, 30.000 một cái chì như thế này thì mình thấy đây là một cái chất lượng phù hợp và khá là tốt. Nên mình recommend cho các bạn mua cái chì kẻ mày của Focalure này nha. Sản phẩm nữa mình mua cũng là một cái sản phẩm chì. Cũng sản phẩm về kẻ lông mày, nhưng mà mình lỡ kẻ lông mày bằng cái kia rồi. Đây là một cái sản phẩm mà đáng lẽ là mình phải order cái eyeliner, nhưng mà mình lại nhấp order cái này. Đây là một cái đầu chì dạng kẻ sợi ấy mọi người. Đấy, nó sẽ trải ra từng cái sợi như thế này. Mọi người thấy không? Mới đầu á, thì cái sợi này mình thấy khá là nét. Nó sẽ có 4 cái khía để ra 4 cái sợi, nhưng mà phải nói là khi mà nó khô á mọi người thì cái nét sợi nó bắt đầu nhòe đi và nó không còn nét nữa. Cái sản phẩm này thì mình thấy ui khá là lì đấy mọi người, khá là khó lau đấy. Nên có lẽ là cái này thì nó sẽ bền hơn, bền màu hơn cái chì kia. Nhưng phải nói là kẻ sợi như thế này rất khó, bởi vì mình đã từng mua một cái sản phẩm kẻ sợi như thế này rồi và nó rất khó để làm đẹp được á. Do đó là đây một cái sản phẩm mình nghĩ là nếu như mà các bạn dùng để trải ở cái phần đầu lông mày á thì nó sẽ hợp lý hơn là mọi người dùng cho cả lông mày. Nên là bắt buộc thì mọi người vẫn nên sử dụng thêm một cái sản phẩm. Đây mọi người thấy không? Nó ra sợi, tức là đầu lông mày thì mọi người nên dùng cái sản phẩm này để nó ra sợi á. Thì cái sản phẩm này thì nó ra sợi cũng tương đối, nhưng mà cái sợi thì nó sẽ nhòe đi chứ nó không sắc nét lắm. Mình không thích cái này lắm, bởi vì á, cái này nó không bền.
Cái này mình đánh giá đây là một cái sản phẩm mà có lẽ là mọi người chỉ dùng được tầm dưới 10 lần thôi á. Bởi vì á, khi mà mỗi lần mình trải á, thì cái đầu này nó bắt đầu nhạt đi rồi, cái mực nó ít đi rồi, nên là cái sản phẩm này mình nghĩ là các bạn chỉ dùng được một vài lần thôi, dưới 10 lần thôi, chứ nó không thể nào bền bằng cái chì kia được, nên là mình vẫn recommend cho các bạn mua cái chì kia hơn là cái sản phẩm chì kẻ sợi này. Tiếp theo đó là cái sản phẩm bảng mắt của Focalure. Thực sự là mình rất thích cái bảng mắt này. Mọi người có thể thấy là cái vỏ ngoài của cái bảng mắt này á, thì nó khá thiết kế khá là đẹp. Còn cái bên trong mọi người có thể thấy không, là nó rất nặng tay, nặng tay hơn hẳn so với những cái loại mà bảng mắt nội địa Trung dạng 9O như thế này. Cái chất liệu nhựa đây là một cái nhựa mờ mọi người ơi, nhưng mà nó rất là dày dặn. Và cái đường nét in trên này thì phải nói là nó rất là sắc nét luôn. Và nói chung cầm cái này nó nhìn sang lắm mọi người, nhìn nó đắt tiền chứ không ai nghĩ đây là 65.000 nhá. Cái tông mình chọn là kiểu tông màu nâu, thiên nâu đất đó mọi người. Đấy, cái này thì nó, mình nghĩ là cái tông màu này nó phù hợp cho các bạn make up hàng ngày, hoặc là thậm chí là make up đi chơi cũng được. Và với cái layout lần này thì có lẽ là mình sẽ đánh nó đậm hơn một tí đi, dễ đánh giá về cái chất lượng màu sắc xem như thế nào. Với một cái bảng mắt á, thì mình sẽ đánh giá về cái tiêu chí là nó có lên màu chuẩn hay không, nó có bền màu hay không, và nó có nhiều bụi hay không nha. Mọi người lưu ý nhé, mọi người nên lấy từng tí một thôi. Mình lấy hơi nhiều nên nó lên hơi đậm. Cái sản phẩm này thì cái màu lên nó tương đối đậm nha. Focalure thì có khá là nhiều mã bảng màu, tuy nhiên thì mình thích cái bảng màu 9O này bởi vì cái màu sắc của nó nhã nhặn và nhìn có vẻ nó có tính ứng dụng cao á. Và đặc biệt là cái tông này nó khá là đẹp á, nên là mình đã mua cái tông này. Chứ vẫn có những cái tông mắt nhìn nó kiểu sáng chói, nó tưng bừng hơn nhiều, nhưng mà mình vẫn thích những cái tông nhẹ nhàng như này. Cái màu của mình đánh là màu giữa này, màu sẩm khói, nâu khói này, nhưng mà nó lên mắt nó lên đúng chuẩn cái màu nâu khói này luôn mọi người ơi. Đấy, nó lên chuẩn cái màu nâu khói này. Thông thường ấy, những cái bảng mắt nội địa Trung á, thì mình thấy là nó sẽ lên sang cái kiểu tông kiểu cam cam, hồng hồng á. Dù là người ta đề là màu tông nâu hay là tông đỏ hay tông hồng thì nó lên mắt nó vẫn cứ ra cái màu cam cam hồng hồng, nhưng mà cái bảng mắt Focalure này thì lên khá chuẩn màu nha mọi người. Tiếp tục thì mình sẽ dùng cái màu đậm nhất cái này để mình nhấn vào phần đuôi, đuôi mắt. Lên khá là chuẩn màu nha. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái màu nhũ. Ở đây thì nó có 1, 2, 3, 4, 4 màu nhũ và 4 màu lì. À, 4 màu nhũ và 5 màu lì. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái màu nhũ đi. Mình thử dùng cái màu nhũ to to này xem như thế nào. Ui, ôi, nó to quá, nó đậm quá mọi người ạ. Ui, cái này nó lên mắt khá là đậm. Với cái hạt nhũ nó cũng to vừa thôi mọi người, nó không phải là to quá không phải giả quá, mà cái này thì ôi nó sáng lắm mọi người ơi. Thực ra mình nghĩ lúc đầu cái màu nhũ này á là cái màu nhũ mà mình sẽ không dùng bởi vì nhìn thấy nó khá là tối, nhưng mà thực sự là khi lên mắt thì nó ra một cái màu nhũ nó tương đối đẹp đấy mọi người ạ. Mình sẽ dùng thay thế đó là eyeliner Macrae. Cái này là mình mua 16.000 phải mọi người ơi, nhưng mà phải nói đây là cái eyeliner mà nó lên màu sắc nó chuẩn và nó sắc nét, cũng như là cái độ giữ màu á, cái độ chống thấm nước của nó tương đối tốt. Và đây là cái sản phẩm có lẽ là mình sẽ mua mãi mua hoài, bởi vì mình không có ý định là sẽ mua những cái eyeliner đắt tiền khác mọi người, bởi vì cái này nó quá hoàn hảo rồi. À, mọi người có thể thấy nhá, mình quên nói đó là cái phần nó không hề đọng phấn mắt, nó không hề bị rơi phấn nhiều luôn á. Cái phần dưới này của mình á, gần như là không có phấn rơi luôn này. Nó gần như là không có phấn rơi kể cả nhũ luôn nhá. Nên là phải nói là cái màu mắt này nó bám tương đối tốt. Mọi người thấy không? Nó lên rất chuẩn màu, nó rất là đen và rất là sắc luôn. Ui, tôi thích cái eyeliner này quá. Eyeliner Macrae nha, nếu như mà mọi người không tìm được thì mình sẽ để link ở bên dưới. Hình như cái màu đen này á, bây giờ người ta không sản xuất nữa, mà người ta sẽ sản xuất cái màu hồng hồng xanh xanh ấy mọi người. Thì cái hồng hồng xanh xanh này nó lên cũng được. Nó như kiểu là một cái phiên bản áo mới thôi ấy mọi người. Cái bảng mắt này á, thì mình mua với giá 65.000, tức là bằng cái cushion này. Nhưng mà đúng là cái chất lượng với 65.000 ấy, thì đây là một cái sản phẩm rất recommend cho các bạn, bởi vì về cái độ lên màu này, cộng với cái việc là cái bụi phấn ở dưới mắt gần như là không có. Đây là cái điểm mà mình chưa thấy ở những cái
mỹ phẩm nội địa chung nào cả, và thậm chí là những cái mỹ phẩm đắt tiền hơn thì nó vẫn bị đạm phấn, nó rớt phấn khá là nhiều. Nhưng mà cái sản phẩm này thì trước mắt là mình thấy nó bám lên mắt khá là tốt và ít cái bụi phấn, do đó đây là cái sản phẩm mà mình rất recommend cho các bạn sử dụng nha. Bỏng quá mọi người ạ, nhìn giống như kiểu là mới đi chắc một miếng mỡ vào. Ghê chưa. Bây giờ thì mình sẽ kẹp mi và sử dụng cái mascara cho mi của Focalua. Đây là cái mascara của Focalua. Nói chung là thiết kế bao bì thì mình sẽ không nói lại nữa, bởi vì thực sự là từ nãy giờ thì tất cả những sản phẩm của Focalua đều có một cái giao diện nó rất rất là đẹp. Thì cái mascara này thì nó là dạng mascara sợi mảnh như thế này mọi người. Không phải sợi mảnh mà là nó chuốt cho cái sợi lông mi của mình mảnh. Đấy. Cái này thì người ta nhấn mạnh đây là một cái sản phẩm chống thấm nước, cũng như là làm giữ được cái hàng mi của mình cong và tơi sợi, thì không biết là nó như thế nào đây. Đây là cái màu mình mua là màu nâu, bởi vì mình có khá là nhiều mascara màu đen rồi ấy. Mình đã sử dụng cái mascara của Maybelline á, thì cái đấy thì mình rất là thích rồi. Còn cái này thì mình chưa sử dụng lần nào nên bây giờ mình sẽ test xem như thế nào. Không biết là cái màu nâu mình mua thì nó có hợp với cái layout lần này không, nhưng mà thôi kệ, mình đã mua rồi mọi người. Mua rồi thì làm thế nào bây giờ. Trong video ngày hôm nay á, những cái sản phẩm mà mình khen á thì đúng thực sự là nó đáng khen thật nha mọi người, chứ không phải là mình review quảng cáo đâu. Bởi vì mình đã nhấn mạnh đây là một cái video có nội dung sạch, không có nhận quảng cáo. Mình đều bỏ tiền túi ra để mua tất cả những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. Sau đó mà mọi người đừng nghĩ rằng đây là một cái video seeding quảng cáo nha. Nó tương đối căng rồi thì mình sẽ chuốt. Tuy nhiên thì nếu như mà mình chê cái sản phẩm nào á thì thực sự là cái sản phẩm đó nó không được ok lắm. Nên là hãng cũng đừng buồn nha. Và nói thật mình không muốn chê đâu, chẳng qua là mình muốn review cho các bạn một cách chân thật nhất, để các bạn có thể có những cái quyết định đúng đắn khi mà mua những cái loại mỹ phẩm đến từ Focalua này. Ôi. Thì về cái màu sắc nha, thì mình cảm thấy đây là một cái mascara màu nâu thì nó lên màu trên mi của mình là ra một cái màu nâu thật đấy mọi người. Nhưng mà về cái độ giữ mọi người, giữ cho cái hàng mi của mình cong thì mình không tìm thấy ở cái điểm. Thì mình không thấy ở cái mascara này. Mình đã kẹp cong rồi nhưng mà sau một chút một hồi thì nó đã duỗi ra rồi. Thông thường nếu như mà dùng Maybelline của mình á thì nó sẽ cong mãi như thế luôn đấy mọi người. Và nó dày hơn rất là nhiều. Cái này em mình không thấy nó dày. Thì đúng là nó sẽ tơi sợi hơn, nó không bị bết vón cục, nhưng mà nó không giữ cong là một này, và nó không hề làm dày. Do đó mà những ai có hàng mi thưa, ngắn và không cong á, thì mình nghĩ đây là cái sản phẩm mà mọi người không nên mua ở Focalua nha. Nó không có tác dụng làm cong mi cũng như là làm dày mi không đáng kể. So với một cái mascara với chức năng làm dày mi thì đây là cái sản phẩm nó có chức năng làm dày mi, làm cong mi rất rất là mờ nhạt, và thậm chí là nó không có. Bởi vì là cái lông mi của mình thì nó không lên được cong á, nên là mình quyết định dùng mi giả. Cái mi giả này thì tất nhiên là không phải của Focalua rồi. Cái này mình mua rất lâu rồi, 17.000 một cái của mình. Xong. Trời ơi. Lâu lâu đeo mi giả mình thấy giống như kiểu là đeo hai cái máy lợp với mọi người. Vậy là make up mắt xong thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với hai cái sản phẩm Focalua nữa mà mình đã order về. Là cái gì đấy nhở? Bây giờ sẽ là hai cái thỏi son nằm trong bộ son mới nhất của Focalua, mới ra luôn. Đây là bộ son Super Velvet. Mình đã order về là hai màu, là tông 402 là tông màu đỏ nâu và 302 là một cái màu đỏ thuần. Cái bộ son này á thì nó có khá là nhiều màu, tuy nhiên thì mình đã chọn ra hai cái màu mà mình theo như mình thấy là nó sẽ trắng răng, trắng da và hợp với tất cả mọi tông da nhất, nên là mình đã order về. Để lỡ như mà không giống như trên hình quảng cáo của hãng thì mình còn đỡ sốc. Nghĩ sao là mình còn có thể dùng được mọi người ơi. Ok, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này thay cho má hồng luôn. Bởi vì mình cũng quên mất order má hồng mọi người. Cái cảm quan đầu tiên về cái son này thì mình thấy cái packaging của nó, cái đợt này nó đẹp vãi mày mọi người ơi này. Là cái tông màu kiểu trắng ngà và màu hồng ấy, nhìn nó rất là xinh. Và nói thật là cầm rất là nặng tay và rất là đáng tiền, chứ không nghĩ hai cái này là với giá là gần 50.000 một cái đâu. Mình không nghĩ như thế đâu mọi người ơi.
Và thiết kế đẹp lắm. Và đặc biệt là cái hãng này thì mình thấy khá là thích, bởi vì người ta không nhái theo bất cứ một cái sản phẩm nào khác trên thị trường. Do đó đây là những cái thiết kế độc quyền của người ta. Mình thấy đây là những cái thiết kế mà có thấy được sự đầu tư chất xám, bởi vì nó rất rất là đẹp và rất rất là nhìn nó rất là xịn. Về những cái bộ son trước thì mình chưa có cơ hội thử son của Pharrell nên mình không đánh giá nha. Còn mình ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá về hai cái cây son này, đặc biệt là nằm trong bộ son mới này. Mùi son thì đây là một cái mùi kiểu trà đào, tuy nhiên nó hơi nồng một tí mọi người ơi. Cái cọ son thì đây là một cái cọ khá là quen thuộc. Mình thấy cái này nó giống cọ son của Pharrell á. Nó là hình chiếc lá và bên trong thì nó lõm một tí để mình có thể tiết chế được cái lượng son mà mình đánh ra ấy. Đầu tiên thì mình sẽ đánh cái màu đỏ thuần này trước, sau đấy thì mình sẽ đánh đỏ nâu để làm cái lớp bên trong kiểu tạo hiệu ứng ombre. Xin như mọi người, mình không biết là cái chất son của những cái bộ son trước của Pharrell luôn là như thế nào, nhưng mà nhận xét được về cái chất son của cái thỏi 302 này nằm trong bộ sưu tập mới này á, thì mình phải nói là cái chất son nó rất là nhẹ môi và rất là mịn. Nó không, nó có dưỡng nha mọi người, nó có một cái lớp dưỡng khá là mềm. Nó khá là ẩm, tuy nhiên á thì nó không phải là quá trượt. Do đó mà mọi người không phải lo là cái vấn đề là son nó dưỡng nhiều quá mà nó hiện tượng trượt trên môi đâu. Tuy nhiên thì vẫn phải thấy là mặc dù nó có độ dưỡng nha mọi người, nhưng mà không thể nào che phủ được cái khuyết điểm là những đôi môi mà có nhiều nếp nhăn, có nhiều đường gấp, hoặc là đôi môi quá khô thì nó vẫn để lộ cái khuyết điểm là rãnh môi và những cái vẩy da chết. Sau đó mọi người lưu ý là nếu như mọi người thích cái sản phẩm son này hoặc là muốn thử thì mọi người lưu ý là đều phải dưỡng môi trước khi mà mình đánh son nhá. Thật ra là mình nghĩ đây là cái nguyên tắc mà trước khi dùng son mọi người nên 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 duy trì. Nhưng về cơ bản đây là một cái màu mà trắng da và trắng răng. Cái mùi son khi mà bôi lên môi thì cũng giống như cái cushion, đó là nó sẽ bay đi cái mùi, nên là không phải lo về cái vấn đề là cái môi của mình nó quá nồng mùi son hóa học nha mọi người. Trên dưới 50 nghìn thì đây là cái sản phẩm mà mình nghĩ là mọi người nên thử nha. Đây là cái cây son nội địa, cho mọi người nên thử. Và nếu như mà mọi người thích mình swatch luôn cả cái bộ son của Pharrell này thì mọi người cứ comment bên dưới nha. Thì mình sẽ cân nhắc và swatch cái bộ này luôn, bởi vì mình thấy là cái chất son cho đến cái màu son nó quá đỉnh luôn á. Theo thì mình sẽ dùng một cái màu 402, cũng là cái bộ son mới luôn, Silver Velvet, để mình đánh vào lòng môi. Màu này xinh nhá. Eo. Xinh nhờ. Trời ơi, mình nhắc lại đây không phải là một video quảng cáo. Đây là một video không quảng cáo, và mình bỏ tiền ra để mua, để review cho các bạn. Sau đó cho dù là mình khen thì mọi người hãy tin đấy là những cái điều đáng khen thật nha. Trời ơi, mình phải công nhận là cái son này nó quá đẹp. Nó không hề bị bột luôn. Ok, bây giờ mình không mang má hồng thì mình sẽ dùng cái màu 402. Mình sẽ làm má hồng. Tuy nhiên thì mình cũng lưu ý cho các bạn là với những ai mà có làn da dễ lên mụn, cộng với cái việc là các bạn nhiều tàn nhang ở vùng má giống như mình á, thì mọi người lưu ý là hạn chế sử dụng son để làm má hồng. Bởi vì như thế á, thứ nhất là nó sẽ dễ lên mụn, thứ hai là đối với những làn da tàn nhang nó rất dễ bắt nắng và làm cho cái đốm sạm tàn nhang ở vùng má của mình nó đậm hơn. Nên là bí lắm nha mọi người, bí lắm thì mới dùng thôi nha, còn không thì tốt nhất đừng có dùng. Bởi vì kinh nghiệm của mình rồi, cái đợt mà mình hay dùng son để làm má hồng á, thì cái tàn nhang của mình nó lên kinh khủng luôn, nó đậm cực kỳ luôn, mặc dù là mình đã bôi kem chống nắng rồi. Hello, mình lại quay trở lại rồi đây. Vậy là mình đã giữ được cái lớp makeup này trên da khoảng tầm ba tiếng rưỡi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là ở trên da của mình nó còn gì nha mọi người. Như mình thấy ở đây á, thì phải nói là cái màu mắt này, mọi người, cái màu mắt, cái lông mày. Cái lông mày thì phần đuôi thì nó đã hơi mờ một tí, nó không còn sắc nét lắm. Son, cái màu mắt thì nó vẫn gần như là nguyên khoảng tầm 90%. Cũng không thấy nó đậm quá nhiều hay là nó rớt nhũ gì ở dưới này hết.
Còn cái phần lông mày á, thì mình thấy là ở cái phần đuôi lông mày bên này thì nó đã mờ rồi, mặc dù là mình không tác động hay là mình không gãi ngứa gì ở đấy cả, mà bên này thì nó vẫn nguyên này. Sau đó là cái lông mày này nó vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn là khoảng tầm 80%. Son thì mình thấy là có lẽ là do mình tiếp xúc nhiều với cả là mình đã ăn hoa quả, ăn mận. Thì mận thì mình đã cố gắng để tránh cho cái màu son này nó lem rồi, nhưng mà phải nói là hiện tại trên môi của mình ấy, thì cái son nó còn giữ được khoảng tầm 60. Cái viền bên ngoài này bởi vì mình đánh nhạt nên là nó đã gần như là đã mờ hết rồi mọi người ạ. Tuy nhiên thì về cơ bản thì nó vẫn còn lưu ở trên môi. Vậy thì cái son này chứng tỏ là nó sẽ giữ được ở trên môi khoảng tầm 4 đến 6 tiếng. Cái này thì khá là lâu và nó vẫn là khá là mịn ở trên môi nha. Tuy nhiên thì bởi vì là nó để mình để một thời gian lâu rồi ấy, khoảng hơn 3 tiếng 3 tiếng rưỡi rồi, nên là thấy là cái chất son này nó đã bắt đầu tệp vào những cái kẽ ở trên môi và làm cho cái môi của mình nó hơi lộ khuyết điểm môi một tí. Còn về kem nền thì cái vùng mũi này, cái vùng nguyên cả cái vùng mũi này này, cái vùng hai bên má của mình, rồi cái phần này, phần ở giữa trán sát lông mày này nó bay hết rồi mọi người, nó không còn một cái gì. Mặc dù hôm nay là một cái ngày ở quê mình là một cái ngày mát mẻ và mình không ra mồ hôi, cũng như là cái lượng dầu của mình nó tiết ra không nhiều vì trong thời gian này thì da mình đang khô, thì vẫn có thể thấy ở đây là nó đã trôi đi hết rồi, mặc dù mình không đeo khẩu trang hay gì cả. Và thỉnh thoảng mình lại thấy hơi ngứa ngứa ở cái vùng da quanh miệng như thế này mọi người ạ. Còn về nhìn chung thì cái màu mắt, cái lông mày và cái màu son thì nó vẫn giữ được gần như là trọn vẹn. Thì mình đánh giá nhá, là về cái cushion thì mình không đánh giá các cái cushion này, mặc dù là nhìn nó rất là xinh xắn và nó chỉ giữ được trên da một cách hoàn hảo thì khoảng tầm 2 tiếng là tối đa thôi mọi người. Do đó mà mình nghĩ là cái sản phẩm này với một người có làn da không quá nhiều dầu như mình mà chỉ giữ được khoảng tầm 2 tiếng như thế thì các bạn da dầu hoặc là muốn được thiên dầu thì các bạn sẽ không giữ được lâu. Và cái mức độ kiềm dầu của sản phẩm này thì mình cũng không đánh giá quá cao so với cái việc nó giữ trên da như thế. Và cái độ tiệp vào da nó cũng không đáng kể mọi người ạ. Nó không tiệp vào da lắm và nó hay đọng phấn ấy, nên là mình không đánh giá cao cái cushion này và mình sẽ không recommend cho các bạn sử dụng cái cushion này. Còn tổng thể thì mình sẽ recommend cho các bạn sử dụng cái bảo mắt này, cái chì kẻ mày và cái son nha mọi người. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thích video này thì cũng đừng quên cho mình xin một like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.